Kính thưa quý vị, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo, không bao giờ dám mở miệng xin tiền cất chùa hoặc xin tiền để làm những việc gì khác cho cá nhân mình, vì Đức Phật và giới luật không có dạy chúng tôi làm điều đó. Nếu quý vị Phật tử có nghĩ đến chúng tôi là những kẻ tu hành chân chánh, thì cúng dường cho chúng tôi được no lòng và y áo được đầm lặn. Còn không cúng dường thì chúng tôi chịu đói lòng và rách nát. Dù sống trong cảnh trạng như vậy, chúng tôi cũng chẳng hề mở miệng than thở xin xỏ cùng ai. Còn ngược lại, quý vị cúng dường mà không có tâm thành thì chúng tôi thà chịu đói chứ không thọ dục. Cúng dường những vật dụng không đúng chánh pháp thì chúng tôi cũng chẳng dùng. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo nghiêm khắc mình trong giới luật, không thể dùng những lời hoa mỹ đẹp đẽ giả dối đạo đức để lừa gạt người, làm danh làm lợi cho mình. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo không dám dùng những điều mê tín dị đoan, bùa linh chú thuật giỏi, nói chuyện quá khứ dị lai như coi bói, xem tướng, coi sao, giải hạn để gạt người bằng cách vô lương tâm. Gây tạo sự mê tín cho muôn người là điều bất chánh, phi đạo đức. Chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo không thể tổ chức hành hương đi chỗ này chỗ kia, hoặc đi 10 chùa 20 chùa để khéo léo móc túi tiền của Phật tử ham vui thích đi. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, vì thế chúng tôi không có chùa, không có cơm để ban cho quý vị ăn, không có áo để cho quý vị mặc. Chúng tôi là những người giải thoát hoàn toàn, không có gì cả, ngoài cái bát đi ăn cơm hàng ngày và vài bộ y áo để mặc kính thân. Nếu quý vị muốn tu theo chúng tôi thì chỉ khi nào có những vị cư sĩ tự phát tâm cúng dường, chứ quý vị không được kêu gọi họ. Khi nào quý vị có chỗ ăn chỗ ở thì quý vị thỉnh mời chúng tôi về đó. Chúng tôi sẽ cho người hướng dẫn quý vị tu hành. Khi quý vị tu xong thì cũng là lúc chúng tôi sẽ liền rời khỏi nơi đó và ẩn mình trong hang đá gốc cây. Chúng tôi là những người đã sống muôn xả hết, vì thế chúng tôi được tự tại giải thoát, không còn vướng bận chuyện trần ai. Khi đủ duyên chúng tôi hướng dẫn quý vị, thiếu duyên chúng tôi ẩn mình trong núi hoặc nơi thanh vắng ít người, quý vị khó lòng mà tìm.